mình Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay mình tiếp tục làm cái video này chia sẻ đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá coi mới anh em nha. Thì cái này là được sự đồng ý của bạn toàn ở dưới Vĩnh Cửu Đồng Nai anh em. Thì bữa nay mình chia sẻ đến anh em một cái mẫu hồ cá coi nó cũng mới nhưng mà nó cũng cũ. À, cái mới đây là hồ của bạn toàn, cái cũ đây là cái mô hình nuôi cá trong chậu kiển anh em. Thì thôi bây giờ cũng không để anh em chờ đã lâu nữa. Bây giờ mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ cá của bạn toàn luôn anh em nha thì đây là hồ của bà tò anh em cá thì tương đối là toàn nuôi cũng rất là dày à, số lượng nó tương đối hơi nhiều anh em nhưng mà cá đặc biệt rất là dạng thì khi mà cá dạng thì anh em thấy là cá nó có tương đối cũng rất là khỏe thì chứng tỏ là cái nguồn nước nó được xử lý rất là tốt anh em nha mặc dù là cái độ dày nhưng mà bên cạnh đó nó sẽ bù lại là cái bộ lọc của anh em xử lý nước tốt anh em nó sẽ bù lại cái diện tích của cái cá mình nuôi nhiều anh em thì cá ở đây size hai mấy ba mấy cũng có anh em nha và mini cũng có À, cái này toàn cũng có chia sẻ với mình là à, đáng lẽ là cũng không có nuôi nhiều nhưng mà do rất là thích cá cho nên là nhiều khi đi mua thức ăn hay là có trại nào gần gần đó thì hay ghé là bổ sung thêm cho nên là bây giờ số lượng nó rất là nhiều cho nên là giờ bỏ thì cũng không được cho nên là để luôn nuôi luôn thì nước tương đó là xử lý cũng rất là tốt cái này là cái chậu kiển nhà của toàn anh em à, toàn nhà cũng làm bên cây kiển á thì cái chậu này là toàn có chia sẻ với mình là 500 lít á anh em chưa tính lọc anh em nha về số lượng cá thì theo mình đánh giá là số lượng cá nuôi là dày anh em nha có nghĩa là nó nó hơi nhiều so với lại là cái thể tích của hồ nhưng mà được cái là cái lọc của mình xử lý nước tốt quá cho nên là khi anh em nhìn cho anh em thấy cá nó rất là khỏe nó không có cái hiện tượng mà bị bệnh hoặc là lờ đờ anh em ha đó, thì đây là toàn bộ cái khung cảnh hồ của toàn đó đây là cái hệ thống lọc anh em cơ bản thì nó cũng đơn giản thôi nó cũng na ná theo cái mô hình làm lọc của mình thôi chỉ nó khác là nó đi đường ốc tí xíu nha anh em cá thì em thấy rất là dàn bên cạnh lọc đó, nước về hồ chánh tạo oxy thì toàn có bổ sung thêm sủi oxy anh em Tại vì hồ nó tương đối chật thì bắt buộc là mình phải cung cấp cái hàm lượng oxy nó đầy đủ cho cá Để cá nó không có bị ngọt anh em Cho nên là anh em rút kinh nghiệm ha, ví dụ như có nuôi mà cái hồ mà na nám như của bạn Toàn nè Thì mình nuôi cái mật độ nó hơi ít lên tí xíu cái này là toàn đam mê quá cho nên là mua nhiều cho nên là giờ bỏ thì không không nở cho nên là để nuôi luôn nha anh em cho nên là bắt buộc phải nâng cấp cái bộ lọc mình lên thôi thì thôi bây giờ mình cùng với lại anh em sẽ tìm hiểu cái hệ thống lọc hồ cá của toàn luôn anh em nha. rồi thì đây là cái hệ thống lọc hồ cá của toàn này anh em. bơm sẽ được bơm lên một cái thùng đầu tiên. thì ở đây là toàn thay vì mình để di mát đầu chặn phân lại thì toàn để cái túi lọc anh em giữ phân. nước sẽ được thông qua một cái lưu tiếp theo và bên đây là toàn để là lưới lan anh em. với lại san hô nhâm thạch. nước là cơ bản là anh em thấy rất là trong rồi nước tiếp tục qua một cái lưu uh, thứ ba thì cái lưu này là toàn để phun nham thạch anh em nha cuối cùng là qua cái lưu nhỏ này cái lưu nhỏ này thì trong đây là để zimat uh, anh em nó sẽ chia ra hai đường ống một cái đường ống qua cái cối anh em cái cối này thì chủ yếu là để cho nó đẹp thôi mình thấy có nhiều anh em chơi theo hình như cái cổ điển hay sao mình nghe nói như vậy là hay sưu tầm mấy cái cối đó là làm hồ cá coi anh em và một cái là mình chia xuống để làm tạo luồng cho hồ cá anh em nha. Và đặc biệt là cái hồ của toàn là không có hút mạnh nha anh em. Đó đó là cơ bản thì cái hệ thống lọc của toàn thì đơn giản là vậy thôi. Có nghĩa là từ thùng thứ nhất qua thùng thứ hai là sẽ đưa xuống dưới và nước sẽ dâng lên gặp một cái lớp vật liệu lọc rồi dâng lên qua cái thùng tiếp theo cũng như vậy luôn anh em nha. Và mỗi một cái lưu mỗi một cái thùng thì anh em chế một cái van để mà mình xả mình xả mình vệ sinh cuối tuần hay là gì đó anh em thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ cá của toàn anh em nha. Bơm ở đây là toàn xài bơm là 4500 lít trên giờ nha anh em. Đó và bên cạnh đó là do cái nước nó về hồ tránh á, nó cũng không đủ cái tạo oxy cho nên là toàn sử dụng thêm cái sủi anh em. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ cá của toàn anh em. Thì ở đây mình xin tóm tắt lại để cho anh em mình nắm ha. Là toàn xài một cái bơm 4500 lít trên giờ nó sẽ bơm lên một cái thùng đầu tiên thì trong cái thùng này là toàn không để gì hết chỉ để một cái túi lọc thôi để nó giữ phân thì cái đó là giống như anh em mà nuôi cá nhiều như toàn nè là giống như cỡ ba bốn ngày thì anh em giặt nó một lần thì ngay chỗ này nước nó sẽ qua cái thùng tiếp qua cái lưu tiếp theo thì ngay chỗ cái lưu đó là anh em cũng thấy là toàn đi cái ống đi xuống dưới thì nước sẽ đi xuống dưới là cái lớp ở trên thì anh em có thể là để Gmat anh em có thể là để gòn đen còn ở đây là toàn sử dụng là lưới lan anh em tại vì nhà cũng có trồng cây đó cho nên là tận dụng cái lưới lan thì đối với lại cái vật liệu lưới lan này là mình thấy anh em trong hội mình xài cũng rất là nhiều và nó giữ phân bên cái ngăn lắng rất là tốt anh em nhé thì ngay chỗ lưới lan thì ở trên toàn có để một lớp san hô thì san hô nó có cái tác dụng đó là nó cân bằng cái độ pH ví dụ như pH mà thấp thì đây thì anh em có thể là bổ sung thêm cái san hô để nó tăng cái nồng độ pH lên nhưng mà san hô thì mình cũng khuyến cáo anh em đối với lại những cái hồ mini á thì anh em san hô anh em để anh em sử dụng cái số lượng nó vừa phải thôi tại vì nếu như cái hồ mini mà anh em sử dụng cái san hô nó nhiều quá thì trong cái san hô nó sẽ có cái chất vôi anh em nó tạo cho cái pH Nước nó cao lên cho nên là thường thì nếu mà hồ mini mà anh em xài cái san hô nó nhiều á Thì cá của mình nó sẽ có cái hiện tượng là nhảy ra bên ngoài anh em nha Cho nên là khi mà anh em sử dụng san hô đối với lại cái hồ mini Thì anh em cần cân nhắc cái số lượng mình bỏ vô nó hợp lý Để nó không có bị cái tình trạng tăng pH cá nhảy ra bên ngoài anh em nha Thì muốn kiểm tra nồng độ pH thì anh em có thể là mua cái dụng cụ đo anh em Thì pH thì theo mình thấy anh em chia sẻ ở đây là cái nồng độ từ 7.5 cho đến 8.5 8.5 là cái nồng độ nó bình thường còn trên 8.5 hoặc là dưới 7 chấm thì cái đó là nó thấp thí dụ nó thấp thì anh em bổ sung thêm sang hô còn thí dụ sang hô mình bỏ vô nhiều mà mình thí dụ mình đo mình thấy nó trên 9 chấm với lại đó thì mình bớt sang hô ra đối với lại cái hồ mini anh em nhé thì ngay chỗ cái thùng cái lưu thứ hai sẽ tiếp tục qua thêm một cái lưu thứ ba thì ngay chỗ cái lưu thứ ba thì nước cũng sẽ đưa xuống dưới gần đáy và mình làm một cái co thì ở trên thì toàn để full nhâm thạch anh em nha thì đối với là những cái hồ mini giống như anh em mình đây thì mình khuyên anh em luôn nhâm thạch là cái vật liệu sử dụng rất là tốt đối với là những cái hồ mini thì mình khuyên anh em nếu mà xài hai cái thùng hoặc là xài những cái lô giống như toàn đây á là mình xài full nhâm thạch luôn tại vì thứ nhất là nó lọc nước rất là tốt và thứ hai là khi mà anh em sử dụng cái mini á thì cái nhâm thạch này nó có những cái lỗ li ti á nó sẽ giúp cho mình là phát triển cái hệ vi sinh có nghĩa là khi cái bộ lọc của mình vận hành tốt á thì vi sinh nó sẽ phát triển có nghĩa là nó sẽ sống trong những cái viên nham thạch anh em nó phát triển lên mình không cần sử dụng vi sinh luôn anh em nha Thì đó là cái lý do mà mình thường chia sẻ đến anh em trong kênh của mình là khi mà sử dụng cái uh, vi sinh đó, thì cần cân nhắc đối với lại hôm nay thì không sử dụng không cần sử dụng vi sinh anh em nha và ngay cái chỗ uh, cái lưu thứ ba đó thì tiếp tục qua một cái lưu thứ tư thì cái lưu này trong đây thì toàn chỉ để là cái simat thôi cái gì mát thì ngay chỗ cái lu này thì mình sẽ chia ra hai đường, một đường đi qua bên cái cối thì nãy anh em cũng thấy rồi, cái cối đó thì chủ yếu là mình tạo kiểu để nó đẹp cái hồ thôi. Đó và riêng về cái cối này thì mình thấy có nhiều anh em trong hội á xài cái cối anh em, giống như về chế cái 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 cái, cái nó giống như cái viên đạn anh em. Ở khi mà nước nó vô á, nó xoáy vòng tròn cũng rất là đẹp, nhưng mà cái đó nó chỉ dành cho những cái hồ mà sân vườn hoặc là những cái hồ lớn anh em. Còn đối với lại những cái hồ mini mà giống như mình thì nhiều khi cái diện tích nó không có thì mình trang trí đi cho nó đẹp thôi và một cái đường ống nữa là mình đưa xuống để làm luồng thì như anh em thấy rồi hồi nãy là cái bơm thì toàn để giữa tâm hồ nó rất là chính xác luôn tại vì đối với lại những cái hồ mà nó giống như cái chậu kiện anh em thì chỉ cần một đường một luồng thôi thì nó xoáy vòng tròn như vậy thì phân từ từ nó sẽ về ngay chỗ cái ly tâm nhưng mà đặc biệt là hồ của toàn nó không có cái bọt thì đối với cái cảm nhận riêng của mình là hồ của toàn nếu mà nói về nuôi xả chết thì cái lọc như vậy là tương đối ok nhưng mà mình chỉ có một cái góp ý nhỏ một tí xíu thôi là nếu như được thì ngay chỗ cái cái hồ này thì toàn nên kết nối với lại một cái thùng lắng này cái là thường cái chậu kiện nó sẽ có một cái lỗ đó. anh em đục dưới đáy luôn là mình chế vừa hút đáy và mình chế hút mặt luôn nó sẽ kết nối qua một cái thùng là thùng lắng giống như của mình rồi ở trên mình để mấy lớp zimat rồi mình để cái bơm lên trên giống như cái hệ thống của mình luôn và ngay chỗ bơm nó sẽ bơm lên cái hệ thống lọc thì thứ nhất là cái hồ mình nó sẽ trống hơn và cái thứ hai là nó sẽ có hút đáy hút mặt và cái thứ ba là nó sẽ thẩm mỹ hơn tại vì khi mà mình để cái bơm trong cái hồ của mình á thì thứ nhất nó sẽ vướng ống nhiều rồi cá nó không có diện tích bơi tại vì cái hồ của toàn là cái nuôi cái mật độ cá nó dày anh em. À, cái thứ hai nữa là nếu như mà mình không làm được thùng lắng thì nên chế cái hút uh, hút mặt. Tại vì khi mà nước nó xuống lại cộng với lại cái sổ oxy anh em thì bọ nó nhiều tại mình nuôi cá nhiều quá nó đi phân nhiều và nó ăn cũng nhiều cho nên là nhiều khi bọt á nhìn nó sẽ khơi nước không được đẹp. thì đó là hai cái góp ý nho nhỏ của mình thôi thì toàn cũng có uh, chia sẻ với mình là trong thời gian tới toàn sẽ chế một cái thùng lắng anh em, chế một cái thùng lắng. Nó cái hồ giống như kiểu của bằng, của em Vinh ở trên Bình Phước á. Đó là chế một cái thùng lắng rồi nước từ ngày đó sẽ bơm lên cái dàn lọc là thứ nhất là cái hồ mình nó sẽ trống hơn, nó rộng hơn và cá nó sẽ bơi nó không có dướng bận và cái thứ hai đó là chế có hút mặt thì nó sẽ hút được những cái bọ, những cái cặn nói chung là trên bề mặt nước nó làm cho nước mình đẹp hơn anh em nha thì đó là hai cái mà mình góp ý góp ý riêng với lại gia toàn thôi còn ngoài ra từ nước đến cái hệ thống sắp xếp lọc theo mình đánh giá hồ mini vậy là tương đối ok rồi anh em nhé thì à, nếu mà anh em trong kênh của mình ai mà có một cái chậu giống như của toàn hoặc là nhỏ hơn hoặc là lớn hơn tí xíu thì có thể là tham khảo cái mô hình làm lọc của toàn anh em nhé thì thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây anh em ơi à, thì cũng đại diện bên kênh nó toàn mình chúc toàn với lại gia đình mình nhiều sức khỏe làm ăn phát tài à, đặc biệt là anh em nào trong kênh của mình có muốn giao lưu kết nối thì anh em cứ comment bên dưới anh em nhé à, một lần nữa thì mình xin phép kết thúc video nha Hãy chúc mọi người xem video vui vẻ nhé